Chiều tối ngày 11 tháng 8 năm 2018, tại khu vực Chico Massimo, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ thuộc các giáo phận Italia tham gia cuộc hành hương về Roma trong chương trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay. Lúc 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nơi và đi xe jeep vòng quanh trường đua Massimo trong tiếng reo vui chào đón của các bạn trẻ. Có 40.000 bạn trẻ thuộc 195 trên tổng số 226 giáo phận toàn quốc đã tham dự cuộc hành hương qua vạn nẻo đường từ ngày 8 tháng 8, trước hết ở các địa phương rồi tiến về Roma. Và ngoài ra có 70.000 bạn trẻ khác thuộc giáo phận Roma. Từ ban chiều, các bạn trẻ tụ tập tại khu vực Chico Massimo để sinh hoạt, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến đây vào lúc 6 giờ 15 phút chiều. Hiện diện trong dịp này còn có Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, 120 giám mục và đông đảo các linh mục tuyên úy giới trẻ thuộc các giáo phận. Ngoài ra, cũng có một số danh ca và ban nhạc Rulli Frulli gồm 70 ca viên và nhạc công đảm trách phần văn nghệ phụ họa trong cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ diễn ra qua hai phần. Trong phần thứ nhất là cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trước tiên, cô Elena, 30 tuổi, đến từ Modena, đại diện các bạn trẻ chào Đức Thánh Cha. Elena nói, thưa Đức Thánh Cha, chúng con ở đây với niềm vui vô biên, chúng con những người trẻ Italia ở đây. Chúng con đứng lên từ chiếc ghế đi văn tiện nghi của sự an toàn chắc chắn. Chúng con mang lấy đôi giày và vác ba lô của những ước mơ và câu hỏi. Chúng con bắt đầu hành trình qua ngàn nẻo đường, đáp lại lời mời của Chúa Giêsu. Hãy đến và xem. Elena nói rằng, trong những mệt nhọc, khó khăn, ngã quỵ, các bạn trẻ cảm nghiệm được sự dịu dàng của Thiên Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành qua những gương mặt, ánh nhìn và lời nói của những người hướng dẫn và các bạn đồng hành. Elena cảm ơn Đức Thánh Cha đã luôn đồng hành, lắng nghe, đón tiếp và những tình cảm của Ngài dành cho các bạn trẻ. Cô cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhóm Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ. Cuối cùng, các người trẻ đã đến đây muốn nói rằng họ yêu Đức Thánh Cha và mong muốn cùng đi với Ngài. Các bạn trẻ tặng Đức Thánh Cha một món quà nhân dịp đặc biệt này. Elena nói, trong những ngày này, chúng con đã cảm nghiệm rằng mỗi cuộc hành trình cần có cây gậy. Hành trình của Đức Thánh Cha đòi Đức Thánh Cha hướng dẫn các tín hữu trên thế giới. Vì thế, chúng con tặng Đức Thánh Cha cây gậy mục tử bằng gỗ. Trên cây gậy có Chúa Giêsu trên thánh giá và trong tim Ngài có đặt một hạt giống chết đi để trổ sinh hoa trái. Hai bạn trẻ mang thánh giá dâng tặng Đức Thánh Cha. Tiếp theo, ba câu hỏi được các bạn trẻ đặt ra với Đức Thánh Cha và Ngài lần lượt trả lời các câu hỏi. Thắc mắc thứ nhất, do hai bạn trẻ nêu lên, Leticia, 23 tuổi và Luca Matteo, 21 tuổi. Cô Leticia là một sinh viên đại học. Hồi cuối lớp 5, tức là lớp 10 của Việt Nam, của bậc trung học, cô có ý định học về nghệ thuật và ngỏ ý với giáo sư môn này vì ông đã dạy nhiều điều làm cô say mê và muốn theo con đường của ông. Nhưng ông trả lời rằng, thời nay không còn như trước, có cuộc khủng hoảng kinh tế, vì thế nếu theo ngành nghệ thuật này thì khi ra trường sẽ không tìm được việc làm. Tốt hơn nên chọn ngành học nào đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Cô Leticia rất thất vọng và cảm thấy bị bội phản trong mơ ước mà cô đã bộc lộ cho giáo sư. Cô cảm thấy không được khuyến khích theo đuổi giấc mơ của mình. Sau cùng, Leticia quyết định cứ theo con đường đam mê của mình là học về nghệ thuật. Một hôm, trong một nhóm sinh hoạt của các em nhỏ, nơi cô làm huấn luyện viên, một em bé gái cho biết em tín nhiệm nơi cô và quý mến chọn lựa của cô.
Em coi cô là gương mẫu và muốn làm như cô. Letizia thưa với Đức Thánh Cha, bất chợt trong lúc ấy, con ý thức con phải quyết tâm trở thành một nhà giáo dục. Con sẽ không làm như người lớn kia đã phản bội và làm cho con thất vọng. Nhưng con sẽ dành thời giờ và nghị lực với tất cả uy tín mà con có thể có để giúp đỡ một người đã tín thác nơi con. Luca Matteo thuật với Đức Thánh Cha và mọi người. Nhiều khi con nhìn tương lai như một tấm phim trắng trơn, chẳng có gì cả, và con tìm cách vẽ lên đó tương lai của con. Nhưng rồi con thấy có cái gì đó làm con không thỏa mãn. Con nghĩ chính chúng ta vẽ lên tương lai của mình. Nhiều khi chúng ta bắt đầu từ một dự phóng lớn, như một bức bích họa lớn, rồi dần dần chúng ta bỏ đi một số chi tiết, tháo gỡ một số mảnh, rốt cục vì sợ người khác và sự phán xét của họ, những dự án ấy bị thu hẹp lại, nhỏ hơn nhiều so với lúc khởi đầu, và rốt cuộc, con tạo nên một cái gì đó không luôn luôn làm con hài lòng. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của những mơ ước. Chúng mở rộng cái nhìn của chúng ta, giúp chúng ta ôm lấy cả chân trời, vun trồng hy vọng trong mọi hoạt động hàng ngày. Và những giấc mơ của người trẻ quan trọng hơn cả, đó là những ngôi sao sáng, chỉ dẫn một con đường khác cho nhân loại. Nhưng chắc chắn là các giấc mơ cần phải tăng trưởng, thanh tẩy, thử nghiệm và chia sẻ. Các bạn có bao giờ tự hỏi những giấc mơ của các bạn từ đâu mà đến hay không? Phải chăng chúng nảy sinh khi các bạn xem truyền hình, hoặc khi lắng nghe một người bạn, hay là mơ ước với đôi mắt mở toang? Đó là những giấc mơ lớn hay chỉ là những giấc mơ bé nhỏ, nghèo nàn, hài lòng với những gì ít ỏi bao nhiêu có thể? Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, trong những giấc mơ lớn là những giấc mơ có khả năng phong phú, gieo vãi an bình và tình huynh đệ. Đó là những giấc mơ lớn vì chúng nghĩ đến tất cả mọi người như thể nghĩ đến chính mình. Và để tiếp tục là những giấc mơ lớn, cần có một nguồn hy vọng vô tận, một đấng vô biên thổi vào bên trong và làm cho chúng nở lớn hơn. Những giấc mơ lớn cần Thiên Chúa để khỏi trở thành những ảo ảnh hay sự điên rồ mơ ước toàn năng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng những giấc mơ của người trẻ làm cho người lớn có phần lo sợ vì họ đã ngưng mơ ước và không dám liều lĩnh. Có lẽ vì những giấc mơ của các bạn đã làm cho những chọn lựa của họ bị khủng hoảng. Nhưng các bạn đừng để người ta cướp mất những giấc mơ của mình. Hãy tìm kiếm những thầy tốt có khả năng giúp các bạn hiểu các giấc mơ ấy và làm cho chúng dần dần được thể hiện trong sự từ từ và thanh thản. Và đến lượt mình, các bạn hãy trở thành những người thầy tốt, thầy dạy hy vọng và tín nhiệm nơi các thế hệ trẻ nối tiếp các bạn. Cuộc đời không phải là một thứ xổ số, trong đó chỉ có những người may mắn mới có thể thực hiện được những giấc mơ của họ. Cuộc đời là một thách đố, trong đó người chiến thắng thực sự là người cùng nhau chiến thắng, không đè bẹp kẻ khác, không loại trừ một ai. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói, tôi chưa hề gặp một người bi quan nào, đến độ họ không làm một điều gì tốt lành. Vậy các bạn hãy duy trì một cái nhìn tích cực và nhìn nhận những điều thiện hảo đối với thời nay và tương lai. Các bạn đừng sợ hãi, khó khăn bao giờ cũng xảy ra đối với mỗi thế hệ, và mỗi thế hệ đều có nghĩa vụ phải khắc phục những khó khăn ấy và biến chúng trở thành những cơ hội làm điều thiện. Thắc mắc thứ hai do cô Martina, 24 tuổi, nêu lên liên quan đến sự phân định trong cuộc sống và sự dấn thân, trách nhiệm đối với thế giới mà người trẻ đang thực hiện thời nay. Cô cho biết gần đây nhận xét của một giáo sư làm cô suy nghĩ, thế hệ chúng con ngày nay không có khả năng chọn một chương trình truyền hình, huống chi là dấn thân trong một quan hệ kéo dài cả đời. Thực tế là con cảm thấy khó nói rằng con là người đã đính hôn. Đúng hơn, con thích nói, tôi nhập cuộc, đơn sơ dễ dàng hơn. Nói như thế, con cảm thấy ít trách nhiệm hơn, ít là trước mặt người khác.
Nhưng trong thâm tâm, con cảm thấy muốn dấn thân thực sự để ra dự phóng và xây dựng ngay từ bây giờ một cuộc sống chung giữa hai người với nhau. Vì thế con tự hỏi, tại sao ước muốn lập những quan hệ chân thực, giấc mơ lập gia đình lại bị coi là kém quan trọng hơn những giấc mơ khác và phải tùy thuộc mình có thành đạt trong nghề nghiệp hay không? Con nhận thấy những người lớn mong đợi nơi con, trước hết là có nghề nghiệp, rồi bắt đầu là một người. Chúng con cần những người lớn nhắc nhở chúng con rằng thật là đẹp khi ước mơ chung hai người với nhau. Chúng con cần những người lớn kiên nhẫn ở gần và dạy chúng con kiên nhẫn, dạy chúng con biết lắng nghe hơn là luôn luôn có lý. Chúng con cần những điểm để tham chiếu, say mê và liên đới. Tại sao những người lớn đang đánh mất cảm thức xã hội, sự trợ giúp lẫn nhau, dấn thân cho thế giới và trong các quan hệ? Tại sao điều này cũng xảy ra đôi khi đối với các linh mục và các giáo chức? Chọn lựa có thể quyết định về mình dường như là một sự biểu lộ cao cả nhất về tự do. Theo một nghĩa nào đó, đúng như vậy. Nhưng ý tưởng về sự chọn lựa mà chúng ta thấy ngày nay là một ý tưởng về tự do không có ràng buộc nào, không có sự dấn thân và luôn luôn có một con đường để thoát thân. Họ nói, tôi chọn, nhưng mà. Luôn luôn có cái nhưng mà như thế, và cái nhưng mà này nhiều khi lớn hơn cả sự chọn lựa và bóp nghẹt nó. Và thế là tự do bị dần dần mất đi và không còn duy trì được những lời hứa hẹn về cuộc sống và hạnh phúc. Và lúc ấy chúng ta kết luận rằng cả tự do cũng chỉ là một lừa đảo và hạnh phúc là điều chẳng có được. Tự do của mỗi người là một hồng ân lớn, không chấp nhận thái độ nửa chừng. Và cũng như mọi ân huệ cần phải đón nhận theo mức độ chúng ta cởi mở tâm trí và cuộc sống. Với thái độ dè dặt nhưng mà chúng ta chối bỏ hồng ân ấy, tỏ ra không hiểu đó là gì và quan trọng ra sao. Chắc chắn là việc bày tỏ sự ưng thuận có thể làm cho ta lo lắng, làm cho tâm trí ta đầy những ý tưởng tiêu cực. Nhưng các bạn có biết vào thời Chúa Giêsu cũng có lo âu hay không? Lo âu không phải là một điều người ta phát minh gần đây. Chúa Giêsu đã nói rõ với các môn đệ, các con đừng lo âu, hãy có đức tin, hãy tin tưởng, hãy phân biệt điều gì là quan trọng với điều không quan trọng, hãy khôn ngoan. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nói rằng, các bạn hãy hiểu rằng sự chọn lựa kết hôn, lập gia đình hoặc chọn dâng mình cho Thiên Chúa và anh chị em trong sự thánh hiến, đó là tìm được một kho tàng quý giá hơn và cần hành động phù hợp, vì chính Chúa đã giấu kho tàng ấy trong đời sống chúng ta để chúc lành và làm cho đời sống chúng ta phong phú. Chọn lựa kho tàng chính là chọn lựa con đường biết ơn, con đường của các mối phúc thật. Thắc mắc thứ ba do anh Dario, 27 tuổi, là một y tá, làm việc trong lĩnh vực săn sóc chống đau. Anh cho biết, trong cuộc sống, có những lúc anh đối đầu với vấn đề đức tin và nhiều lần những nghi ngờ nhiều hơn là chắc chắn. Những thắc mắc của anh ít được những câu trả lời cụ thể và nhiều khi nghĩ rằng những câu trả lời không hữu lý lắm. Anh cũng nhận thấy không dễ tìm được một người hướng dẫn để đối chiếu và tìm kiếm. Rồi có những câu hỏi lớn, ví dụ làm sao Thiên Chúa cao cả và tốt lành lại để cho những bất công xảy ra trên thế giới? Tại sao những người nghèo và những người ở bên lề xã hội phải chịu đau khổ dường ấy? Công việc hàng ngày của con đặt con trước cái chết và thấy những bà mẹ trẻ hoặc những người cha gia đình bỏ rơi con cái. Con tự hỏi, tại sao Chúa để như vậy? Anh cũng nhận xét rằng, giáo hội người mang lời Chúa trên trần thế dường như ngày càng xa cách, khép kín trong các lễ nghi. Đối với người trẻ, những áp đặt từ trên cao là điều không đủ nữa. Chúng con cần những bằng chứng và một chứng tá chân thành của giáo hội đồng hành với chúng con và lắng nghe chúng con về những nghi ngờ mà thế hệ chúng con đặt ra hàng ngày. Những hào nhoáng vô ích và những sự căng đan thường xảy ra làm cho giáo hội ít được tín nhiệm dưới mắt chúng con. Vậy thưa Đức Thánh Cha, chúng con phải đọc tất cả những điều đó với con mắt nào? Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng khuôn mặt của một giáo hội chân chính là điều tùy thuộc mỗi người chúng ta.
mỗi tín hữu đã chịu phép rửa. Chứng tá đức tin và đức bác ái giữa anh chị em với nhau phải có tính chất hỗ tương. Không thể có tình trạng người này làm chứng tá, còn những người khác đứng đó mà nhìn. Chẳng vậy chúng ta phán xét giáo hội, đi từ những tin tức thời sự được báo chí đăng tải, mà quên đi bao nhiêu những công việc lành bé nhỏ và âm thầm mà các tín hữu Kitô thực hiện nhân danh Chúa. Giáo hội không phải chỉ là giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, nhưng là tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, và mỗi người được mời gọi làm cho giáo hội phong phú hơn về tình yêu, có khả năng hiệp thông hơn, ít bám víu vào những sự trần thế. Nếu những người trẻ các bạn không tham gia vào đời sống giáo hội, nếu các bạn không biến sứ điệp phúc âm thành của mình, thì giáo hội trở nên nghèo nàn hơn, mất sức sinh động. Vẻ đẹp và sự chân thực của giáo hội cũng tùy thuộc các bạn. Các bạn không thiếu các dụng cụ để lắng nghe và hiểu lời tốt lành của tin mừng. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ thực hành bí quyết để làm chứng tá là cầu nguyện, là đối thoại với Chúa Cha, đấng ban sinh lực cho tâm trí. Chính trong kinh nguyện mà những lời cầu xin của các bạn tìm được những lời đúng đắn để lên tới trời cao. Như thế, khi đứng trước sự ác, đau khổ và cái chết, các bạn sẽ được sức mạnh của Thánh Linh để đón nhận mầu nhiệm sự sống và không đánh mất đi niềm hy vọng. Sau phần trả lời của Đức Thánh Cha, một phụ nữ trẻ Nicoletta Tinti bị liệt hai chân, với sự giúp đỡ của Silvia Bertolussa trình diễn một điệu vũ ngắn tạo cho người xem cảm tưởng cô đang ngồi. Sau đó cô được giúp đứng dậy và ngồi trên xe lăn của cô. Cô bày tỏ một sứ điệp ngắn nói lên niềm hy vọng. Sau khi chào cô, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi canh thức cầu nguyện cho đến lúc 8 giờ rưỡi tối. Phần thứ hai của cuộc gặp gỡ là cầu nguyện canh thức với 3 phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất, qua các nẻo đường thế giới. Những người trẻ đã đi qua ngàn nẻo đường và nhận thức về niềm vui và hy vọng, thất vọng và mệt nhọc trong các miền ngoại ô của những nơi được thăm viếng và của thành phố của họ. Những người họ gặp gỡ trở thành bạn đồng hành của họ khi để cho mình bị thu hút bởi sự lắng nghe thâm sâu của những bước đi của cuộc sống. Cuộc hành trình qua các nẻo đường của thế giới xuất phát từ rất xa, từ lời Chúa, đấng tạo thành và là nguồn gốc của mọi tâm tình, tư tưởng và lời nói của con người. Một bạn trẻ đọc một đoạn sách Sáng Thế thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng, phân tách ngày và đêm.
Sau đoạn sách Sáng Thế, một đoạn phim dài 2 phút được trình chiếu thuật lại lịch sử của một con đường khi tổng hợp các cuộc gặp gỡ và tiếng nói của thế giới, của giáo hội, của Chúa, Đấng đã nói với trái tim của mỗi người. Vedete i monti? La nostra strada li ha scalati tutti e i mari li ha costeggiati tutti. A questo mondo non esiste alcun panorama che non si possa ammirare a una svolta della nostra strada. A partire da quella prima notte, la parola fatta strada non ha mai interrotto il filo del suo discorso. Hunger is not only for a piece of bread. Hunger is for the word of God. Hunger is for love. Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili, convertitevi. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'amor che muove il sole e l'altre stelle. I have a dream. It's one small step for man. A favore. E se lo diceva spesso. Phân đoạn thứ hai, fratello, giáo hội hành trình. Các bạn trẻ đã sống kinh nghiệm hành trình trong giáo hội, một giáo hội bao gồm lịch sử của họ trong hành trình. Các bạn trẻ đã cùng đi với nhau, được các giám mục của họ đồng hành. Giờ đây hành trình đó được ủy thác cho giáo hội như người mẹ và là người hướng dẫn, đã chọn chăm sóc họ khi muốn cử hành Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới với chủ đề Người trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi. Questa è la storia di una strada. La stessa strada di prima, quella che ha cucito il mondo con il filo del suo discorso. Passo dopo passo, il filo si intreccia sempre più in una trama di strade, ponti, sottopassaggi, curve, rettilinei, bivi, incroci. Così, la nostra prima strada lascia spazio a un intreccio di strade che non si possono più contare. Visto dall'alto, è proprio come un enorme tessuto. Tante storie, tutte diverse, tenute insieme da un'unica trama. Un racconto senza personaggi, solo persone. Che lasciano le loro maschere ai bordi della strada e si muovono insieme. Un popolo che cammina a volto scoperto per le strade del mondo. Questa è la strada della Chiesa. Video lịch sử một con đường phần thứ hai.
Một đoạn bài giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong buổi ít kiến chung ngày 13 tháng 3 salutiamo năm 1968 e specialmente được i gruppi giovanili con una domanda. Trần Phước Phaolô VI nói với một nhóm bạn trẻ rằng dường như giáo hội nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ không thể hiểu. Nhưng Đức Giáo hoàng nói tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, phụng tự, các thừa tác, các hình thức sống trong giáo hội đều có ý nghĩa. Những điều này được làm là vì chúng ta, mỗi người trong giáo hội là đối tượng của tình yêu. Ai đi vào trong giáo hội là đi vào trong bầu khí yêu thương. Không ai có thể nói, ở đây tôi là người xa lạ. Mỗi người nói, ở đây là nhà của tôi. Tôi ở trong giáo hội phải không? Tôi ở trong tình yêu. Ở đây tôi được yêu thương, bởi vì tôi được chờ đợi, được đón tiếp, được tôn trọng, được giáo dục, được chăm sóc, được chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng, cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha Francisco đến trước bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria phần rỗi của dân Roma để phó thác cho mẹ cuộc hành trình của các bạn trẻ của giáo hội trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Thánh Cha cùng các bạn trẻ cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Legano il cielo e la terra. Phân đoạn thứ ba, với đôi chân trên mặt đất. Trên đường đi, mỗi người được mời gọi động chạm với cuộc sống của chính mình để nhận ra sự mới mẻ của nó. Con đường kể lại các chọn lựa, các quyết định, khởi hành lại, trở thành những con đường khác để đi với sự mới mẻ của những người tin tưởng nơi đấng là sự sống. Đó là chủ đề của sự phân định ơn gọi mà mỗi người được mời gọi. Một bạn trẻ đọc đoạn sách Sáng Thế thuật lại việc ông Jacob đi đến Caran và trong giấc ngủ ông mơ thấy một cái thang từ đất lên trời và các thiên thần của Chúa lên xuống trên thang. Đoạn video lịch sử một con đường phần thứ ba được trình chiếu. Questa è la storia di una strada. Anzi, di un intreccio di strade. Tra le quali c'è anche la tua. Sì, dico proprio a te, non guardarti intorno. Lo vedi il filo della tua strada? Ti segue, ti precede, ti attraversa, tiene insieme tutte le parti di te. Ti fa tutt'uno con i tuoi compagni di viaggio. Con i tuoi vestiti, persino con il tuo zaino. Lo vedi? Ora pende dal tuo zaino. Lo sta scucendo poco alla volta. Lì, sul fondo, adesso c'è un piccolo foro. È impercettibile, ma largo quanto basta a far scivolare via, una dopo l'altra, tutte le domande che ti porti dentro lo zaino. Cosa mi manca per essere felice? Chi sono io veramente? Ho mai incontrato l'amore vero? Le domande hanno un peso. Ora è il momento di liberarle, di dar loro un senso. Libera la tua vita. Fai del tuo zaino una mongolfiera. Perché l'unica strada per arrivare al cielo è camminare mantenendo i piedi per terra. Giờ đây các bạn trẻ được mời gọi thinh lặng trong khi nhìn vào gương mặt Chúa Kitô trên cuốn sách nhỏ họ cầm trên tay và trên thánh giá mà các bạn đeo trên cổ.
Hình ảnh đó đã đi cùng các bạn trẻ trong cuộc hành hương. Đó là gương mặt của Chúa Giê-xu mà chúng ta tìm kiếm, là gương mặt Chúa Giê-xu mà người môn đệ yêu dấu đã tìm thấy vào sáng ngày phục sinh. Khi chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giê-xu, hồi tưởng lại những tư tưởng, tình cảm và ký ức, các bạn trẻ sẽ được mời gọi làm một sự dấn thân và một quyết định cho cuộc sống của mình. Sách Tin Mừng được rước lên để công bố. Đoạn Tin Mừng Thánh Gioan chương 20 thuật lại việc bà Maria Magdalena đi đến mộ từ sáng sớm. Nhìn thấy tảng đá bị lăn ra khỏi cửa mồ, bà chạy về báo cho Phêrô và một môn đệ khác, và cả họ cùng chạy đến mồ. Trong bài suy niệm nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến bài Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại sự tích bà Maria Magdalena đến viếng mộ Chúa và về báo tin cho các môn đệ về sự kiện mộ trống. Thánh Gioan và Thánh Phêrô vội chạy tới mộ. Gioan chạy tới trước nhưng đợi Phêrô. Từ đó Đức Thánh Cha nói: "Tôi vui mừng thấy các bạn chạy nhanh hơn những người trong giáo hội hơi chậm chạp và sợ hãi. Các bạn được tôn nhan đáng yêu thu hút, đấng mà chúng ta thờ lạy trong thánh thể và nhận ra Ngài nơi thân mình của người anh em đau khổ. Xin Chúa Thánh Linh thúc đẩy các bạn trong hành trình tiến về phía trước. Giáo hội đang cần đà tiến của các bạn, cần những trực giác và đức tin của các bạn. Và khi các bạn đến nơi mà chúng tôi chưa tới, các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi như Gioan đã đợi Phêrô trước ngôi mộ trống. Khi cùng nhau bước đi trong những ngày này, các bạn đã cảm nghiệm thế nào là sự vất vả khi đón nhận người anh em, chị em bên cạnh, và cũng thấy bao nhiêu niềm vui mà sự hiện diện của họ có thể mang lại cho bạn nếu bạn chấp nhận sự hiện diện ấy trong cuộc sống của mình mà không theo thành kiến hoặc khép kín." Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự kiện ngôi mộ trống của Chúa Kitô đã trở thành dấu chỉ, trong đó chiến thắng chung kết của Chúa trên sự sống được chiếu tỏa rạng ngời, và Ngài nói: "Vậy chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta không tránh khỏi những nơi đau khổ, thất bại và sự chết, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh lớn hơn tất cả những bất công và những yếu đuối của lịch sử. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và ban sự sống của Ngài cho chúng ta, và Chúa sai chúng ta đi loan báo cho các anh chị em chúng ta rằng Ngài đã sống lại, Ngài là Chúa, và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh để cùng Ngài gieo vãi nước Thiên Chúa trong thế giới." Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau: "Ngày nay bao nhiêu ngôi mộ đang chờ đợi chúng ta viếng thăm, bao nhiêu người bị thương, cả những người trẻ đang cần được khép kín đau khổ của họ. Với sức mạnh của Thánh Linh và lời Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đẩy tảng đá lớn sang một bên và để cho những tia sáng chiếu vào trong những khe tối tăm ấy." Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả các bạn trẻ. Buổi kinh thức kết thúc vào khoảng 8 giờ buổi tối, Đức Thánh Cha trở về lại Vatican. Sau buổi cầu nguyện, nhiều bạn trẻ còn tham dự chương trình thức trắng đêm hoặc đi tới một số thánh đường ở trung tâm Roma dự các buổi chầu thánh thể, chia sẻ chứng từ và lắng nghe bí tích hòa giải.